trên hành trình ngược sông Gâm, chúng tôi dừng chân tại thị trấn Na Hang để chuẩn bị lương thực cho chuyến đi dài ngày ngược núi. Tại đây, chúng tôi đã được nghe câu chuyện thú vị về những đặc sản của miền Sơn Cước. Đến với Na Hang, không ai có thể quên được hai thứ đặc sản nổi tiếng là măng nứa và rượu ngô. Rượu ngô ở Na Hang được xem là một trong những loại rượu ngon nhất, nồng nàn nhất miền cao này. Nó được lưu truyền qua nhiều đời với những bí quyết chân cất hết sức độc đáo. Chào các bạn, rượu ngô là một trong những đặc sản của vùng Đông Bắc. Và hiện giờ thì chúng tôi đang ở nhà của cụ Dĩnh. Năm nay cụ đã 76 tuổi và cụ là người có sở hữu bí quyết về cách chân cất rượu ngô bằng men lá rất độc đáo. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi có một cuộc trao đổi nhỏ với cụ Dĩnh. Dạ, chào cụ. Cụ cho con hỏi là cụ làm cái nghề chân cất rượu ngô bằng men lá này đã lâu chưa ạ? Lâu rồi ạ, làm từ cái năm 27 tuổi ạ. Và chính ra đi học làm, đi nhận thuốc từ năm 13. Mày mai đến năm 27 mới bắt đầu làm. Thường coi như thường thường vẫn phải đi mua ở trong làng ấy. Đi mua thì có ngày được ngày không. Thế là về thì có bà ngoại má bảo đi nhận thuốc về. Nhận thuốc về bà làm. Bắt đầu bà làm vào làm xong rồi hàng xóm ai ai cũng về đòi lấy cái vã thuốc ấy. Đi làm lần thứ hai. Thế là cùng nhau tranh nhau đi đòi lấy lại thuốc làm lần thứ hai. Xong rồi về sau hàng xóm cứ bảo là lúc nào đi nhận thuốc thì đi cho người đi theo. Cái ngô này là múc ra thì tái ra nong đi thôi. Tái ra nong để nó nguội thì bắt đầu rắc men vào. Đấy, rắc men vào là được 24 tiếng thì nó nóng nóng thì múc vào chum, lấy cái chum rượu này phải. Cái này là phải. Công đoạn đầu tiên cũng là quan trọng nhất là việc bung ngô. Chúng tôi rất hào hứng khi được cụ Dĩnh mời tham gia cất một mẻ rượu ngô. Theo bà cụ, muốn có những mẻ rượu thơm ngon, người nấu phải biết canh đều tay lửa để ngô khi bung không quá nhừ hay quá khô. Ngô sau khi bung chín được trải trên một chiếc nông lớn làm nguội để chuẩn bị cho ăn men. Vốn quen việc từ lúc thiếu thời, đến nay đã hơn nửa thế kỷ, nhưng dường như đều đặn sáng sớm nào, cụ Dĩnh vẫn cặm cụi cần mẫn bên gác bếp nghi ngút khói này. Sau mỗi đợt bung ngô chừng 3 tiếng đồng hồ, cụ lại bắt đầu những rác ngô mới cho đợt bung tiếp theo. Thưa các bạn, để có những mẻ rượu ngon thì người ta phải cất công đi tìm các loại lá rừng để làm men lá. Vậy hiện giờ thì chúng tôi đang có mặt tại bản Nà Thom để theo chân chị Tuyến, một người phụ nữ chuyên về kiếm lá rừng để làm men lá. Chúng tôi đi về phía cuối bản, sau đó ngược dốc núi luồn sâu vào những cánh rừng. Vượt qua các dốc núi trơn trượt, chúng tôi đã đến nơi tập kết. Đó là một vạt rừng xanh mướt lá, thoảng mùi thảo mộc trong sương sớm. Hơn 30 năm làm nghề hái lá, người phụ nữ Tày này nhớ đường, quen rừng và thuộc lá cây rừng như lòng bàn tay mình. Men của rượu ngô Na Hang thường được ủ từ 20 loại thảo dược quý hiếm. Có những loại chúng tôi có thể bắt gặp chúng ngay lối đi, nhưng có những loại phải vào tận vạt rừng sâu mới có thể tìm được. Cây sa nhân thì lại lấy rễ, lấy gốc của nó thôi, không lấy thân. Của nó mùi thơm thơm, giống như rền thơm, đúng không chị? Thời điểm đi hái lá thuốc cũng rất quan trọng. Có những loại lá phải đi hái từ tinh mơ thì mới cho men tốt, làm ra những giọt rượu thơm ngon. Người ta ở trong tiếng Tày thì dịch ra thì thế này, nó thành cái dây nhưng mà nó thuộc dạng cái mít đấy, nhưng mà nó bé thôi. Cái quả của nó thì bé bằng ngón trên cái, nhưng mà rất thơm. Nhưng mà lấy cái
thân của nó bằng cái dây leo thôi, nhất là mềm, cái lấy cái già đấy, lấy cái thân lấy già của nó. Già càng già thì càng thơm. Ừ. Như các bạn cũng đã thấy, giữa núi rừng bạt ngàn như thế này, để tìm được cái những cái loại lá rừng làm men lá thì phải là những người có kinh nghiệm như là chị Tuyến đây thì mới có thể làm được điều đó. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Sau nhiều giờ lang thang trong những vạt rừng thượng lâm, chúng tôi mới có thể tìm thấy đủ các loại dược thảo đặc biệt cho một mẻ men sắp ủ. Thưa các bạn, các loại lá sau khi được lấy trên rừng về thì người ta bắt đầu băm nhỏ và phơi khô. Thưa bà, sau khi phơi khô như thế này thì làm như thế nào để có thể trở thành men rượu được ạ? Phơi khô xong rồi cho vào cuối giã, giã cho vào nồi ngâm. Ngâm xong rồi cho lên bếp đun. Đun thì lọc lấy nước đầu tiên về nhào với bột. Nước thứ hai, thứ ba thì ngâm gạo. Ngâm gạo vớt lên thì vẫn đập lập thành bột đi, lấy cái nước đầu tiên này về nhào với bột. Xong rồi vo thành quả để xếp lên nong, cái nong xếp hết cả nong đi. Xong bắt đầu mới ủ, ủ xong rồi nó mốc trắng lên thì là nhặt nó lên gác. Thông thường mỗi mẻ men được treo trên gác bếp khoảng 10 ngày. Những gia đình chuyên nghề làm rượu ở Na Hang đều có những gác bếp như thế này. Những viên men trắng tinh tôm được nhào nặng từ lá rừng, hòa quyện sức nóng ấm lan tỏa từ khối bếp, căn phòng, tỏa mùi thơm của rừng, của núi. Thưa các bạn, hiện giờ chúng tôi đang ở nhà cụ Dĩnh vào lúc 5 giờ sáng. Và như các bạn đã thấy, cụ đã dậy từ rất sớm để chưng cất những mẻ rượu sau 20 ngày ủ men. Thưa cụ có thể cho con biết cách chưng cất rượu như thế nào? Cất rượu ấy, cứ ủ được đủ 20 ngày ấy. Tức là đặt cái chõ lên, xong rồi đặt miếng phên ở trên trong cái chõ. Thế bây giờ mới đổ ngô vào. Cụ ơi, cái chõ này làm bằng gì hả cụ? Làm bằng gỗ đấy. Làm bằng gỗ to, cái này là lâu đời lắm rồi. Còn đến mấy chục năm rồi đấy này. Mà bây giờ cái này mà hỏng ấy thì phải ghép ván thôi, chứ không được làm cái cây to nữa rồi. Nếu mà làm bằng nhôm này rượu không ngon. Làm bằng gỗ rượu cũng mới ngon. Dạ cô ơi, rượu đã ra lò chưa cụ? Ra rồi đấy. Cô có thể cho con nếm thử được. Vâng vâng, cho cái nếm thử đấy. Thưa các bạn, rượu ngô quả là một đặc sản và niềm tự hào của người dân Na Hang. Nó rất là thơm và cũng rất là ngon, cay cay, nồng nồng. Tay nâng hứng giọt trời cao, chén đầy thương nhớ xin trao tới người. Với người Na Hang, giọt rượu ngô nồng nàn dường như không phải do bàn tay con người làm ra, mà đó là giọt của trời, giọt của say đắm mà thiên nhiên nơi này đã ban tặng cho tình người bao la.